Hi chào mọi người, chúng mình đã trở lại channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái loài chim gọi là khổng lồ bậc nhất thời kỳ khủng long các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là cây chuối bên cạnh và cái con này thì nó gần như là nó cao hơn cả cây chuối luôn mọi người ạ. Nói chung là đây là một loài thực sự là rất là khổng lồ, loài chim gọi là to nhất thế giới. Đây là loài khủng long mà khủng long chim. Qua bên cây này thì nó hơi nhỏ chút nha, nhưng mà con này để mà nói là nó rất là bự. Đây, sao mày quay mặt qua đây mày? Đúng. Mình chỉ muốn quay nhìn ở đây mà con này là cả chớ thì mọi người ạ. Nó quay cái mông về phía chúng ta. Nó chỉ chọn về góc này thôi, gọi là cây đổ nát này thôi chứ mình quay về hướng này là nó quay về đích cho mình luôn á. Đỡ nè. Tí hồi nó quay đích vào mặt của khán giả thôi. Đây, con này thì là gọi là loài chim gọi là to nhất ở thời kỳ khủng long đó, nhưng mà bọn này cũng là một những loài săn mồi rất là ghê gớm đó. Được rồi, và hôm nay mình sẽ làm con này cho mọi người xem ở dạng tiến hóa cuối cùng và đem nó vào đấu trường nha. Bây giờ thì chúng ta cần 8 con để mình đi mua hết 8 con đã. Nhìn con mắt con này nhìn giống như con đầy bàn đó mọi người, nhìn cái đầu nó giống con đầy bàn ghê luôn á. Mình hay coi thế giới động vật về mấy con đại bàng mọi người, và nhìn cái đầu con này rất là giống đại bàng luôn nha. Rồi, chúng ta có đủ 8 con, kiểu như giống con đại bàng con mọi người. Đại bàng kiểu chưa mọc lông một cánh mọi người, đại bàng con á. Cái mặt nó rất là giống luôn. Rồi, cái mặt nó rất là giống luôn nha. Một trong những loài chim săn mồi bậc nhất mà mọi người, đại bàng cũng thế. Con này thì cũng vậy thôi. Một trong những loài gọi là săn mồi cũng gọi là bực nhất thời kỳ khủng long. Nói chung là hai chân chạy rất là lẹ. Mấy con gà, mấy con chim là mọi người biết rồi, nó chạy cực kỳ lẹ luôn. Và bọn này hình như là khả năng chiến đấu cũng rất là cao mọi người ạ. Nó đấu so với mấy cái loài như là Thylacoleo nè. Không phải, con người ta con đánh kiếm mọi người. Đánh kiếm này là con Smilodon. Ừ đúng rồi mọi người. Nó kiểu là đánh nhau với bọn này được nè mọi người ạ. Ủa mình có coi thước phim hai loài canh nhau. Ôi, và con này nó săn mồi là săn chuột mọi người ạ. Ui, đó mọi người thấy không? To thế mà con chuột hả? Hơi ảo nha. Làm nãy giờ bia nó quá trời luôn mà mỗi lần chuột không phải đâu các bạn ơi. Chuột chúng là cho nó ăn cho vui thế thôi, chứ mà nó ăn những cái loài to hơn nữa nha. Chứ nghĩ sao mà thời kỳ khủng long đi săn chuột. Chắc chuột to bằng cái bắp đùi quá các bạn ạ. Chắc chuột to bằng chó bây giờ luôn á. Nói chung là bọn này có thể hiện như là nó ăn khủng long, mấy con khủng long cỡ nhỏ đó mọi người, và cỡ lớn thì trừ khi gọi là nó gọi là đấu tranh giành lãnh thổ các kiểu vậy. Nhưng mà được cái nếu mà săn ăn được thì nó ăn luôn cả đối thủ, ăn thịt đó. Ôi, con này tiến hóa lên đầu bắt đầu tím rồi mọi người. Nhìn cái đầu sâu nó bắt đầu tím kìa. Tím như màu DNA luôn. Rồi, để mình cho nó lên cái dạng cuối cùng thử xem khứa này như nào nha. Đó. Kaleken, con này tên là giống như Heineken chứ. Một đấu trường, cái này là hệ gì nè, hệ bông lúa hả? Mình nhìn cái này hệ cái cánh thôi. Cái cánh bông người ta. Mình hệ này mình không biết hệ gì luôn. Chắc là hệ đồng cỏ mọi người, hình như giống hình cái bông lúa. Rồi ok, chúng ta tiến hóa lên cái dạng gọi là đại bàng tung cánh đó nè. Rồi ơi, cái đầu bình thường bây giờ là mọc thêm chốm rồi, chắc là đại ca rồi mọi người ạ. Bắt đầu trên đầu nó có mọc cái chốm chốm hoa, cái gọi là không phải chốm hoa mà gọi là cái chốm gì ta, chốm lông mọi người ạ. Đây là cái màu của nó rồi. Rồi đây rồi, Kaleken gọi là có thêm cái màu của mình rồi. Một loài săn mồi khổng lồ ở trên thời kỳ khủng long. Nhìn nó cũng khá là ngầu các bạn ạ. Rồi với cái bộ mỏ này thì mổ một mổ thì thôi chứ được rồi, cho nó ăn bữa ăn con chuột chuỗi khổng lồ. Mạnh mẽ quá, cho ăn văng luôn cả game mọi người ạ. Đây rồi, bữa ăn cuối cùng của chú chim mà một con chuột này nó hơi bị to nha các bạn. Chuột này thực sự là chuột rất là bự mọi người, chuột kiểu chuột cống mọi người, to mà cái bắp đùi là ít nhất á. Các bạn có thể thấy được loài chim mà gọi là khổng lồ thời kỳ khủng long là cái mỏ của mình, còn cái mỏ của mọi người ạ. Rất là bự luôn mọi người ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đem nó vào đấu trường xem sức mạnh con này là có được gọi là bùng cháy trong đấu trường không nha.
con này máu cũng tầm trung, khoảng 2k máy đổ lại. Đây rồi, đây rồi. Vậy là chúng ta có thể kết hợp với lại con Rudigo Solitaire này. À, được rồi, cho rắn vô luôn. Đã có chim thì phải có rắn. Con này chắc cũng là một trong những bậc thầy săn rắn, mọi người. Rắn chuột đồ này nọ nè. Chắc là con này là cũng cân hết. Ui, đội hình chúng ta là đội hình ngoại lai rồi, không có liên quan đến hệ của một này rồi. Vậy là đánh đấm rất là cân bằng rồi đấy. Ôi, đứa đứa trẻ nó to. Nhìn con này như là hàng chục ngắt mọi người à. Nhưng mà đen cái nó dùng hết số điểm của Quýnh cũng chưa chắc chết được ba con này. À, đổi luôn à. Mạnh thế cơ mà lại đổi à. Có một tí nào đó gọi là ảo giác à, hay là con hàng giấu con hàng. Cứ nghĩ cầm một điểm của Quýnh đủ mình à. Không có đâu, không có đâu. Dùng hai điểm của Quýnh không có nổi đâu. Nó cầm một tiếng má maximum là quýnh mình luôn mọi người ạ. Soprano Titan mọi người ạ. Ôi con này đẹp phết chứ. Không quýnh mình luôn ạ. Không quýnh mình luôn thì mình nhào lên mổ cái đầu đó nè. Mổ cái đầu mày nè. Mổ cái đầu. Mổ cái đầu của mày nè. Kiểu như là đuổi luôn inox đúng nghĩa luôn các bạn ạ. Vậy nó dùng 4 điểm để tấn công mình không? Dùng 4 điểm pha để tấn công mình hơi bị lợi nha. 3 điểm thôi, vẫn trừ cho nó một con đường lui mọi người. 282 đam, được. Đây, 4 điểm luôn nè. Cấu được nhiều cấu. Đây, mổ cho mày cái nữa. Mổ cho mày cái nữa nè. Rồi, bây giờ nó có 5 điểm, à 4 điểm thôi. Nó coi dùng 4 điểm tấn công mình không? Mình nghĩ là dùng 4 điểm tấn công mình á. 3 điểm mà khứa này nó cứ tiết kiệm một điểm để nó phòng thủ các bạn ạ. Nhưng mà với lượng máu bao nhiêu thì bị con rắn này siết siết người rồi mọi người ạ. Đây rồi, rắn chúa đâu có trời. Ui nó cao kìa. 1 điểm nè. 3 điểm mọi người, 3 điểm mới đủ tấn công này nha. Mày hả? Rắn chúa cắn nè, may vừa tròn ra các bạn ạ. Khủng long ăn cỏ Stegokeratop à. Con này kết hợp thêm một hợp hợp chất thêm một lần nữa nó sẽ tạo ra một loài gọi là cũng là ác quỷ mọi người ạ. Cái con hệ đỏ vừa mất tên rồi. 4 điểm, liệu 3 điểm có ăn nổi mình không? 3 điểm mình ăn nổi. Ui, nghĩa là nó chết rồi. Ok, mình sẽ dùng 5 điểm để kết liễu con này nào. Chuẩn đam chưa? Một cái quất đuôi. Và rất là may mắn con này máu khá là thấp mọi người ạ. Đổi con này vô có lẽ là một sự lựa chọn sai lầm của đối thủ. Trời ơi, con rắn của mình nó to mọi người, to cao ngay ngửa con Domino Dread luôn khi mình dựng lên á. Không mang chở má lên. Ôi, 5.000 máy đam. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với màn đấu của loài chim ăn thịt khổng lồ bậc nhất thời kỳ khủng long. Kaleken sẽ dùng 7 điểm sức mạnh của mình tiêu diệt con Domino Dread Gen 2. Không có một sự chống trả nào hết. Một cú xong phi cước. Quá là ngầu luôn với cái cú đạp của mình.